Thưa quý vị, xuất phát từ thực tiễn sinh động, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Và thông qua nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, các mô hình đã phát huy hiệu quả trong việc tập hợp sức mạnh đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp cơ quan, đơn vị hoàn thành các mục tiêu đề ra. Khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, gia đình ông Nguyễn Thanh Minh, ngụ tại ấp Đông, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, phải bàn giao hơn 2.100 m2 đất cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, sau khi được địa phương tuyên truyền vận động về vai trò, tầm quan trọng của dự án này đối với tỉnh, ông Minh là một trong những hộ đầu tiên bàn giao mặt bằng. Thì chính quyền địa phương cũng có vận động, mà mình cũng thấy là cái nghĩa vụ của người dân là mình đem lại cái niềm tự hào, cái quyền lợi là của toàn dân. Xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa có 82 trường hợp hộ dân và tổ chức phải bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với tổng diện tích hơn 11,9 ha. Qua tuyên truyền vận động, đến nay đã có 80 trường hợp nhận tiền hỗ trợ đền bù. Trong số đó đã có 73 hộ đã hoàn thành việc giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 11,2 ha cho đơn vị thi công, đạt tỷ lệ gần 95%. Xuống từng tổ địa bàn dân cư, rồi thăm hỏi, động viên, rồi nắm bắt tình hình của các cái hộ dân, đặc biệt là các cái hộ dân mà có cái tình hình khiếu kiện khiếu nại mà người dân chưa hiểu được cái công trình đó và các cái việc công khai giá cả vân vân. Năm 2023, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã đăng ký thực hiện hơn 500 mô hình điển hình dân vận khéo, nhiều hơn 200 mô hình điển hình so với năm 2022. Trong đó, có hơn 45% là mô hình cũ đang phát huy hiệu quả được đăng ký tiếp tục duy trì thực hiện nhằm lan tỏa nhân rộng giá trị tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2023, cái phong trào dân vận khéo của thành phố Vũng Tàu chúng tôi có những nhiều cái khởi sắc hơn những cái năm trước, và những cái mô hình được tập trung vào cái nhiệm vụ chính trị và nhiều vấn đề mà nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Đầu năm nay, tỉnh có 2.010 mô hình điển hình dân vận khéo được đăng ký xây dựng. Qua đánh giá sơ bộ, có hơn 200 mô hình điển hình hiệu quả. Trong đó, 100% tổ dân vận khu phố thôn ấp đều xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo cho riêng mình. Nội dung, cách làm khác nhau. Song, các mô hình điển hình đều tập trung vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới cái nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh các cái hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình nhân vận khéo. Mang tài dân, sức dân, của dân để lập lợi cho dân. Phong trào thi đua dân vận khéo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong nhân dân, làm động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.